Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 11, vết hàm tìm vị trí của giá trị nhỏ nhất trong mang một chiều các số thực. Mình sẽ đưa ra một ví dụ để các bạn có thể hình dung được cái yêu cầu của bài toán. Với ở đây là một cái mạng, mình đưa ra một cái mạng một chiều gồm có 3 phần tử là 100.7, trừ 4.67 và trừ 6. Đây là những cái giá trị bất kỳ mà mình đưa ra. Và nhìn vào đây thì ta có thể dễ dàng nhận thấy là cái số âm 6 này là giá trị nhỏ nhất, đúng không ạ? Và vị trí của nó sẽ bằng 2, đúng không ạ? Đấy, vị trí của nó là 2, vì trong cái mạng này thì nó vị trí nó bắt đầu bằng 0, 1, 2, đúng không ạ? Và vì sao lại như vậy? Làm sao lại có thể làm được như vậy? Thì mình sẽ đưa ra cái thuật toán để chúng ta có thể giải được bài tập này. Thì thuật toán mình đưa ra đó là chúng ta sẽ gán cái giá trị đầu tiên này. Từ đầu tiên chúng ta sẽ gán cái vị trí min là bằng 0, đúng không ạ? Đầu tiên mình nói lại nữa. Đầu tiên mình sẽ gán cái vị trí đầu tiên này chính là cái vị trí mà chưa cái do giá trị nhỏ nhất, đúng không ạ? Khởi tạo của nó là như vậy. Sau đó mình sẽ dùng một cái vòng lập for để mà chúng ta có thể so sánh cái giá trị tại cái vị trí nhỏ nhất này này với những cái giá trị ở những cái vị trí khác. Đấy, nếu như cái giá trị ở những cái vị trí khác nó mà bé hơn cái giá trị tại cái vị trí đầu tiên này, vị trí 0 này, thì lúc đó cái giá trị vị trí nó sẽ thay đổi bằng chính và bằng cái vị trí mà cái giá trị có cái giá trị nhỏ hơn cái giá trị ban đầu. Đấy, và nó cứ thực hiện như vậy cho đến khi hết tất cả các phần tử trong cái mạng đó, thì nó sẽ tìm ra được cái vị trí mà chưa giá trị nhỏ nhất. Đấy, rồi đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái khai báo thư viện. Thì mình sẽ dùng cái thư viện STDIO, Corneo và MAT. Và sau đó mình sẽ định nghĩa một cái mark có độ lớn là 100. Và tiếp theo là trong cái hàm void, void nhập mạng này. Thì void nhập mạng thì cũng như là void xuất mạng, thì đây là những cái hàm mà rất là quen thuộc với chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm việc với mạng đấy, thì nó là những cái hàm rất cơ bản. Và mình đã nói rất rõ những cái hàm nhập mạng hay xuất mạng ở những cái video trước, đúng không ạ? Thì nó rất là cơ bản, đúng không ạ? Và nó rất là quan trọng. Vì nếu các bạn nhập và xuất mạng không nhập và xuất mạng được thì chúng bạn cũng không thể làm được gì cả. Rồi, ở đây thì trong cái hàm nhập mạng này thì mình sẽ sử dụng có lệnh gốc tu. Vậy nếu như mà cái số phần tử mạng này, số tự n này nó mà nhỏ hơn 0 hoặc là nó lớn hơn cái kích thước mắc đã định nghĩa ở trước đấy, thì nó sẽ bắt chúng ta lại nhập lại, đúng không ạ? Đấy, và sau đó sử dụng một cái vòng lập for để chúng ta có thể nhập được những cái phần tử của mạng khi mà cái số n nó đã thỏa mãn rồi, số phần tử mạng đã thỏa mãn là nằm trong khoảng từ 1 đến 100 đấy. Rồi, ok, tiếp theo là đến cái phần xuất mạng. Hàm xuất mạng này thì nó rất đơn giản và ngắn gọn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for đấy, chạy từ y chạy từ 0 cho đến n trừ 1, và như vậy là nó sẽ in ra tất cả các phần tử của mạng, sử dụng câu lệnh print. Rồi tiếp theo sẽ là đến cái hàm mà để tính cái vị trí. Vị trí thì nó sẽ là một kiểu nguyên, đúng không ạ? Nên là mình sẽ đặt cái kiểu dữ liệu cho nó là integer, và ở đây sẽ là mình sẽ đặt là vị trí nhỏ nhất. Đấy, mình viết thẳng như vậy. Đây sẽ là float a, đúng không ạ? Và đây sẽ là in n. Những cái trong cái khối lệnh in này thì mình sẽ làm những công việc như sau. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái giá trị vị trí nhỏ nhất. Ở đây mình đặt cái tên cho nó rõ luôn. Đấy, đặt cái biến là vị trí nhỏ nhất bằng 0, sẽ tạo giá trị cho nó bằng đầu bằng 0.
và sau đó dùng một cái vòng lặp for. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm một cái biến chạy y chạy đến n trừ 1, và trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Sử dụng một cái câu lệnh if để tìm ra cái vị trí mà tại đó thì giá trị của phần tử là nhỏ nhất. Nếu như mà cái AI này nó mà bé hơn cái A vị trí này đó, thì sẽ làm công việc như sau. Thì lúc đó nó sẽ gán cái vị trí này nhỏ nhất sẽ bằng cái bên y. Tức là gì? Khi mà nó gặp một cái phần tử của mà phần tử của mạng mà bé hơn nó, bé hơn cái giá trị ban đầu mình cho đấy, bé hơn cái A0, thì nó sẽ gán cái vị trí này, vị trí nhỏ nhất này bằng cái giá trị y, tức là bằng A y đấy. Đấy. Tức là bằng cái vị trí mà có cái phần tử mà bé hơn nó. Đấy. Và mình sẽ trả về cái kết quả là vị trí nhỏ nhất, đúng không ạ? Như vậy là cái hàm tính vị trí nhỏ nhất này nó sẽ trả về cái vị trí nhỏ, kết quả của cái biến vị trí nhỏ nhất này. Rồi sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình sẽ phải làm gì? Đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái n, sau đó sẽ là a, a đây sẽ là max, và sau đó sẽ gọi cái nhập mạng và xuất mạng lên. Rồi sau khi đã gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác sau. Chúng ta tạo một cái biến gọi là biến vị trí, chính là bằng vị trí nhỏ nhất đi, chính là bằng kết quả của cái hàm vị trí nhỏ nhất đây, thì nó sẽ bằng vị trí nhỏ nhất đây, đây sẽ là a n. Rồi ok, và sau đó sẽ in ra cái kết quả, in ra cái vị kết quả vị trí mà tại đó là có phần tử mạng là nhỏ nhất, vị trí có giá trị nhỏ nhất là, đây sẽ là phần trăm d đúng không ạ, và đây sẽ là vị trí nhỏ nhất. Rồi sau đây sẽ là cái get và return, đúng không ạ? Rồi ok, rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập cái phần tử là 3. Các bạn nhập bất kỳ nha. Đấy. Khi mình nhập cái số phần tử là 3 này với cái phần tử A0 là trừ 12.3 này, phần tử từ A1 là 0 và phần tử A2 là 1, thì nó đã in ra cái mạng này cần tìm này. Và nó đã chỉ ra cái vị trí có cái giá trị nhỏ nhất là 0, đúng không ạ? Đấy, chính là cái phần tử đầu tiên này. Rồi ok, như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập tìm vị trí của cái giá trị nhỏ nhất trong cái mạng một chiều các số thực. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.